mấy cái dụng cụ gì làm cho khóa đều là mới hết nha, mỗi khách một bộ xài riêng ha. Khó tích. Em để lâu nó hơi cứng. Thank you.
cứng quá trời, hoa chịu hoa thế nha. Chỗ này chắc em cạy miếng hả Khoa? Chị thấy nó thâm đen rồi. Có cạy không? Có. Ừ. Nó không ra đúng không? Dạ đúng. Mụn của Khoa nó hơi cứng á. Nên ở nhà em đừng có tự cạy nha. Yeah, that's it.